đầu tuần tuyệt vời. Và hôm nay mình livestream các bạn một cái chủ đề mà các bạn hay gặp trong cuộc sống, đó là khó khăn. Ai cũng gặp những cái khó khăn. Và phần lớn thì chúng ta gặp những khó khăn thì chúng ta làm cho nó anh như thế nào à? Chúng ta làm cho nó như nó vĩ đại, nó to, nó bự, nó làm cho bạn lại càng ngày càng khó khăn ra. Đó là tính cách của những người họ bị cái khó khăn nó đè họ lại. Và hôm nay là ngày Noel đúng không? Ngày Giáng sinh. Giáng sinh là cái ngày riêng của người theo đạo Công giáo. Tuy nhiên Giáng sinh ngày hôm nay nó là trở thành một cái lễ hội rồi, lễ hội chung của tất cả mọi người. Bắt đầu vào chương trình live stream thì mình mong muốn chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Bởi vì thông điệp của Giáng sinh là cái câu thông điệp của Giáng sinh rất là tuyệt vời là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nghĩa là nếu ai đó mà có tình yêu thương, chào bạn Mã Tấn Hoàng lâu quá Hoàng ơi, lâu quá mới gặp em. Nếu ai đó có tình yêu thương, bình an gửi đến cho mọi người thì người đó rất được chúc phúc, rất được ý nghĩa, rất được tuyệt vời. Chào bạn Quỳnh Anh, chúng ta có buổi sáng thứ ba, buổi sáng thứ hai rất là tuyệt vời. Chào bạn Hùng ở Bình Dương, tuyệt vời em. Và hôm nay mình chia sẻ bạn cái chủ đề là cái khó khăn nó là đại ca quản lý ta, hay khó khăn chính là cái đòn bẩy, chính là bệ đỡ bay lên cao. Đúng rồi Hoàng ơi, hôm nào em ghé qua bên quận 2 luôn Hoàng ơi. Và khi mà em ghé qua bên quận 2 luôn thì hôm nay mình ra sách rồi, tặng em ra được tới mấy quyển sách rồi, tặng tặng em sách nha Hoàng. Lâu quá chưa gặp em, chắc cũng 5 năm rồi nhỉ Hoàng ha. Nhớ qua quận 2 alo cho mình. Chúng ta uống cà phê luôn nha. Rồi vậy thì chúng ta hãy biến cái khó khăn thành cái đứa đầy tớ của chúng ta, chứ đừng có biến cái khó khăn thành cái đứa anh hai của chúng ta. Những cái người mà họ không không biết cách đó, thì họ nô lệ cho những cái khó khăn. Ok Hoàng nhé. Bạn Mã Tấn Hoàng là một cái chuyên gia yoga rất là tuyệt vời các bạn, yoga đỉnh cao, cả hai vợ chồng của bạn luôn. Rất là lâu rồi mới gặp lại bạn Hoàng. Chào bạn Thủy Lê. Thì những cái người mà không biết á, họ tôn vinh cái khó khăn, họ sợ cái khó khăn, họ họ để cái khó khăn ở trong lòng của họ, họ lúc nào họ làm gì họ cũng đi gặp cái anh khó khăn để họ hỏi thăm, nó là chừng cuối cùng á, họ bị cái anh khó khăn nó kiểm soát cuộc đời họ, đè họ lại. Tuy nhiên những cái người còn lại nó họ biết cách đó thì họ biến cái anh khó khăn đó thành cái người đầy tớ, cái người đầy tớ. Bạn Hùng, cái quyển Bán Hàng Online là thứ sáu này nó về em, bữa nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mình cũng nôn kinh khủng luôn không. Thứ sáu này nó về, thứ sáu này bên nhà in nó giao cho mình trước 500 cuốn không. Chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Mai, tuyệt vời Mai ơi. Chào bạn Khánh Linh. Vậy thì với những cái người thành công, với những người thành công thì cái khó khăn đó chính là cái đứa đầy tớ của họ, cái khó khăn đó chính là cái bệ đỡ, đó chính là cái bệ đỡ, nó chính là cái con đường dẫn mà nó giúp cho các bạn trở thành một cái con người tuyệt vời và tốt đẹp hơn. Và ẩn sâu với những cái khó khăn, những cái vấn đề mà bạn đang gặp được đó, ẩn sâu dưới cái đó, đó là một cái kho tàng quý báu, đó là một cái nguồn năng lượng, và đó là một cái nguồn bài học, đó là những cái kinh nghiệm mà ai mà biết vượt qua những khó khăn đó là những người đó họ vô cùng tuyệt vời. Đôi khi khó khăn nó chỉ là những cái thử thách bên ngoài, nó đang thử bạn thôi, nó đang thử bạn thôi. Các bạn bên YouTube thì các bạn like mình đi, các bạn cũng giới thiệu. Bên Facebook thì chúng ta rất là nhộn nhịp, rất là sôi nổi. Nhưng mà các bạn bên YouTube thì các bạn like mình đi, và các bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn, và giới thiệu những người vào xem, và các bạn bấm vào nút đăng ký, và các bạn nhớ bấm vào cái chuông ở bên cạnh nữa thì mỗi khi mà livestream nó báo đến các bạn. Chào bạn Ngọc Hàng Nga, tuyệt vời. Vậy thì nó như thế nào ạ? Cái khó khăn nó khiến cho con người của bạn trở nên tuyệt vời hơn,
Cái khó khăn nó khiến cho con người của bạn trở nên dễ mến hơn. Cái khó khăn nó khiến cho bạn giỏi hơn. Bạn có đồng ý với cái điều này không ạ? Và tuy nhiên, nói đi thì cũng có nói ngược lại. Có những người họ bị cái khó khăn đó làm cho họ gì? Làm cho họ trở nên tầm thường hơn. Có người nói họ bị những khó khăn đó đè bẹp họ, làm cho cuộc đời của họ nó đi theo một cái chiều hướng không tốt. Có những người họ bị khó khăn nhốt họ lại. Cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải phân tích ra được cái gì ạ? Cái hành trình, tức là các bạn, cái gì nó cũng có hai con đường để đi, đúng không? Một con đường là chúng ta đi theo hướng tốt, và một con đường là chúng ta đi theo hướng không tốt. Và với những con người thành công, với những người tuyệt vời, thì họ luôn biết rằng cái khó khăn chính là cái bệ đỡ, cái bệ phóng giúp cho họ đi rất là nhanh, đi cao, đi sâu hơn. Chào Linh, sao không thấy em đi tham gia Linh nhỉ? Thì nó như thế nào ạ? Với những người thành công, khó khăn làm cho họ trở nên vĩ đại hơn. Nhưng đối với những con người bình thường thì khó khăn là nơi mà họ né tránh và biến cho họ trở thành một cái con người dở hơi hơn, biến họ trở thành một con người mà càng ngày càng đi xa hơn với những cái mục tiêu tốt đẹp trong cuộc sống. Nên là các bạn nên nhớ rằng là cuộc sống của chúng ta thì luôn có những khó khăn. Cái con người chúng ta sinh ra, chúng ta, mình hãy nói với bạn là chúng ta là sinh vật của những sai lầm mà. Chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta có những cái sai lầm. Nên là các bạn đừng có sợ sai lầm, và các bạn biết chắc chắn là chúng ta phải có sai lầm. Và cái con người chúng ta sinh ra là để gặp những cái khó khăn. Vấn đề là chúng ta đừng có sợ khó khăn, và chúng ta biết chắc rằng trong cuộc sống này chúng ta phải có những cái khó khăn đó. Và cái vấn đề còn lại là chúng ta phải biết cách để vượt qua những cái khó khăn đó. Chỉ có người chết mới không còn khó khăn thôi, các bạn đâu hiểu không? Doanh nghiệp, cái người không có tiền thì họ có khó khăn của người không có tiền. Cái người có tiền thì có khó khăn của những người có tiền. Những người mới ra khởi nghiệp có khó khăn của những người mới ra khởi nghiệp. Những cái doanh nghiệp lớn họ có khó khăn của những doanh nghiệp nghiệp lớn. Hành trình trong cuộc sống là gì Là chúng ta tập trung giải quyết khó khăn này để chúng ta chuẩn bị đón nhận cái khó khăn khác. Chứ không bao giờ nó không có khó khăn đâu. Không bao giờ nó không có vấn đề đâu. Chúng ta phải liên tục đi giải quyết từng cái vấn đề một để chúng ta đón nhận cái vấn đề khác nó lớn hơn. Và chỉ có vậy thì cái cách nào chúng ta chỉ học cái cách. Chào bạn luật sư Thu Đoan. Chúng ta chỉ học cái cách để vượt qua cái khó khăn đó. Chúng ta học cái cách để chiêm nghiệm cái khó khăn đó. Chúng ta phải nhận ra được khó khăn là một cái gia vị rất là tuyệt vời trên hành trình để chúng ta đi đến đích. Và nếu các bạn mà không muốn khó khăn nữa thì chỉ có người chết thôi. Chỉ có người chết mới không có khó khăn thôi. Còn lại, càng đang sống là càng phải có những khó khăn và càng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm. Thì tại sao có những người họ càng ngày họ càng trở nên tuyệt vời hơn, nhưng mà tại sao có những người càng ngày càng trở nên tệ hơn? Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta có vô vàn những cái khó khăn. Ví dụ như bạn lên công ty, sếp yêu cầu bạn là phải như thế nào phải giải quyết công việc A, công việc B, công việc C, mà bạn làm không tốt rồi bị sếp gì sếp suốt ngày sếp chửi bạn. Chào bạn Tuyền, chào bạn Thế Vinh, chào bạn Tuyết, chào bạn Đức Hội, chào chị luật sư Thu ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Củ Chi. Tuyệt vời chị luật sư, rất vui làm quen với chị. Các bạn nhớ like cái trang của mình nhé, nhớ chia sẻ. Bên YouTube cũng vậy, các bạn nhớ bấm like đi, để chúng ta có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và nhớ follow, vậy thì chúng ta bán hàng không đạt được chỉ tiêu, ví dụ vậy. Chào bạn Nguyễn Trí Dũng, Giáng sinh an lành. Ví dụ như chúng ta bán hàng không đạt được chỉ tiêu thì sếp áp lực, sếp gây áp lực của chúng ta. Tuy nhiên những cái người mà không biết học hỏi á, thì họ nói là cái ông sếp này khó, cái ông sếp này không tạo cơ hội cho mình. Tuy nhiên những người mà họ biết học hỏi á, là họ biết rằng là chúng ta bán hàng chưa được, nghĩa là chúng ta cái kỹ năng giao tiếp chúng ta đang có vấn đề, cái khả năng chốt hàng chúng ta đang có vấn đề, chúng ta cần phải học hỏi thêm nữa. Cảm ơn đại lý Trải.
À, cảm ơn bạn trả nhiều. Chúng ta cần phải học hỏi hơn nữa, chúng ta cần phải luyện hơn kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, chấm 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 chấm. Chúng ta cần phải luyện hơn nữa. Các bạn bên kênh YouTube, các bạn bấm like cho mình đi. À, các bạn chia sẻ livestream của mình đi. À, các bạn bên Facebook cũng vậy, chào bạn Thanh Hùng. À, và các bạn đâu ạ? À? Và khi mà bạn chịu khó học cái kỹ năng giao tiếp tốt hơn, bạn chịu khó luyện cái kỹ năng kết nối với khách hàng tốt hơn, bạn chịu khó như thế nào ạ? À? Bạn chịu khó làm học hỏi và các bạn thấy không ạ? À? Thì rõ ràng là cái gì ạ? À? Nó làm cho kỹ năng của bạn nó càng ngày càng phát triển hơn, nó làm cho con người của bạn càng ngày càng tuyệt vời hơn. Vậy thì mình thấy có một cái sự liên hệ giữa những cái khó khăn với cái con đường của chúng ta trở nên một con người vĩ đại, một con người tuyệt vời và hơn. Đó là những cái khó khăn nó đang là những cái chỉ dấu, nó y như là một cái người mà chỉ cho chúng ta là bạn cần phải luyện cái A này hơn, bạn cần phải luyện cái B này hơn, bạn cần phải luyện cái C này hơn. Ok, chào bạn Hoàng Trương. À, hôm nay livestream buổi sáng này. Các bạn chưa giờ nó là cái chỉ dấu cho chúng ta, nhưng mà cái người không biết thì họ đổ thừa, họ đổ lỗi, họ họ xem như là họ không được may mắn, họ xem như là những cái khó khăn đó là cái gì đó cản đường bạn. Tuy nhiên một sự thật chúng ta cũng phải biết rằng bệnh tật là một khó khăn mà chúng ta không thể tránh khỏi. Một ngày nào đó chúng ta phải đối diện chính cái bệnh tật của chính cái cơ thể của mình. Ngày nào đó chúng ta phải đối diện với bệnh tật, với những cái người thân yêu của mình. Mất mát một cái gì đó, mất mát một người thân, đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Có những bạn gia đình ly tán, đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi, đó là điều chắc chắn, đó là những khó khăn mới là khó khăn thật sự mà chúng ta cần phải vượt qua. Bạn có đồng ý với mình như vậy không ạ? Các bạn thấy không? Những cái khó khăn trong khởi nghiệp, những khó khăn trong kinh doanh, những khó khăn trong bán hàng, cái chuyện đó là chuyện quá nhỏ. Chào bạn Phương Quang. Đúng rồi, Noel vui vẻ em. Cái đó là những khó khăn nó quá nhỏ. Các bạn càng lớn lên chúng ta càng đối diện với những khó khăn mà phải nói là chúng ta rất khó có thể chấp nhận được. Rất khó có thể chấp nhận được. Ví dụ là đối diện với bệnh tật, đối diện với gia đình ly tán, đối diện với người thân mất mát, chấm chấm chấm. Chúng ta có những cái khó khăn và đó mới là những cái đau buồn, đau thương, đó là những cái gì ạ? Nó cái mà nó làm cho chúng ta gần như là không thể vượt qua được. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó nó giúp cho chúng ta, những cái khó khăn đó nó giúp cho chúng ta mài dũa được cái kinh nghiệm sống. Nó giúp cho chúng ta nhìn nhận vào cái cách sống và chính bản thân mình hơn, nó giúp cho chúng ta có lòng trắc ẩn hơn, biết yêu thương hơn, biết giữ gìn hơn, biết trân trọng hơn, và nó giúp cho các bạn càng ngày càng hình thành nên cái con người vô cùng tuyệt vời của bạn. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Và cái con người của bạn hôm nay chính là cái cách bạn đối diện với những cái khó khăn trước đó, cái cách bạn xử lý đối với những cái khó khăn mà trước đó bạn đã đón nhận được, và nó hình thành nên con người của bạn ngày hôm nay. Bản thân mình cũng đã từng đối diện với những khó khăn đó. Ví dụ mình đã từng đối diện với người thân của mình mất đi, ví dụ như là ông ngoại, ví dụ là ông ngoại của mình, từ nhỏ mình sống với ông ngoại, hai ông cháu với nhau, và tối nào ông ngoại cũng như thế nào hai ông cháu hồi kia ở quê mà thì hay nằm ở trước sân á, nhìn lên bầu trời. Và ông ngoại kể cho mình những cái câu chuyện A, những câu chuyện B, những câu chuyện chúng ta bay đi khắp thế giới. Hồi đó nhìn trên bầu trời đầy sao và thấy có những cái ánh đèn nó chạy. Hồi đó mình nói là cái ngôi sao đó là những cái ngôi sao nó chạy, thì ông ngoại đó là phi thuyền. Đó là phi thuyền. Thì mình mơ những giấc mơ đi khắp thế giới đó. Nhưng mà một ngày khi mình lớn lên, khi mà mình học đại học ở trong này, thì đối diện với một cái gì à? Cái mất mát của ông ngoại như là người bố, là người cha của mình. Đau buồn không? Rất là đau buồn. Đau buồn tận thâm sâu luôn. Nhưng cái chúng ta cần phải đối diện ở đây là gì ạ? Chính ông ngoại,
cái mắt của ngoại đó, nó dạy cho chúng ta một cái bài học gì ạ? À? Dạy cho chúng ta bài học gì ạ? À? Chúng ta cần phải trưởng thành hơn, chúng ta cần phải sống có ích hơn. À, mình đã từng đối diện với rất là những cái con người thân yêu của mình, à, mới ngày hôm trước ngày hôm sau đã không còn ở đời này giữa mình nữa. Và đó nó tạo cho mình cái lòng trắc ẩn hơn, nó tạo cho chúng ta mỗi ngày chúng ta sống nó càng phải ý nghĩa hơn. À, chào bạn Phạm Phượng rất là nhiều. Vậy à, tất cả những gì chúng ta trải qua nó hình thành cái con người của bạn ngày hôm nay. À, và cuộc đời là chúng ta là như thế nào ạ? Chúng ta phải trả giá cho những cái khó khăn, những cái vấn đề chúng ta gặp phải để ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây và chúng ta tồn tại ở đây. Cách bạn xử lý với khó khăn, cách bạn nhìn nhận khó khăn, cách bạn học hỏi những vấn đề chúng ta gặp được là cách mà bạn trưởng thành trong cái cuộc sống này. Chúng ta không né tránh nó được nó đâu. Bạn càng né tránh, nó càng giữ cái con người của bạn trở nên nhỏ bé và quá tầm thường và vô cùng tầm thường. Và mình xui với các bạn rằng cái cuộc sống bạn nó chán phèo đi, nó chán không thể tưởng tượng được. À, các bạn có thể chia sẻ livestream này về nhà các bạn, bởi vì hôm nay mới sáng thứ hai, các bạn nhiều lúc không xem được, à, các bạn cần phải đi làm, nhưng cứ chia sẻ về rồi các bạn sẽ làm, rồi các bạn sẽ đấy. Vậy thì một cái kinh nghiệm mình rút ra, khó khăn, bản chất của khó khăn, bản chất những cái vấn đề nó chỉ giúp cho bạn càng có tài năng hơn thôi. Nó luyện cho bạn trở nên con người càng ngày càng trưởng thành hơn thôi. Chứ khó khăn nó không làm cho bạn vui dập bạn được đâu. Và tâm cỡ, ok chưa? Tâm cỡ của bạn phát triển cỡ nào, doanh nghiệp bạn phát triển cỡ nào, con người bạn phát triển nào, đó chính là cái khả năng mà bạn giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống. Vậy tại sao chúng ta phải sợ khó khăn? Tại sao chúng ta phải lên án nó? Tại sao chúng ta phải tránh nó? Tại sao chúng ta phải là xem khó khăn như là anh hai của chúng ta vậy, mà chúng ta không xem khó khăn nó chính là cái đầy tớ của chúng ta? À, và những người nào mà họ thường va chạm, họ có kinh nghiệm trong cuộc sống, họ luôn hiểu cái nguyên lý này. Họ luôn hiểu cái nguyên lý khó khăn chính là gì ạ? Chính là những cái đòn bẩy mà giúp cho chúng ta bay xa hơn. Ok chưa? Nó là hãy học hỏi từ những khó khăn, hãy xem khó khăn đó là cơ hội để chúng ta trưởng thành, hãy xem khó khăn đó là cơ hội để chúng ta rèn luyện. Và tất cả những con người tầm cỡ, tất cả những con người làm được là những con người họ vượt qua được những cái khó khăn đến với cuộc đời họ, gửi đến cuộc đời họ một cách như thế nào, một cách trân trọng, một cách đầy trải nghiệm, một cách đầy sự tập trung. Và họ đôi khi họ cảm ơn những cái khó khăn đó đến với họ, bởi vì chính những khó khăn đó nó giúp cho họ mới có những cái trí tuệ, nó có những cái cách suy nghĩ, có những chiến lược mà giúp họ đi về phía trước nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và đôi khi những cái vấp ngã của bạn hôm nay, những té ngã của bạn hôm nay, nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là đòn bẩy giúp bạn đi xa hơn thôi. Bản thân mình thì mình luôn biết rằng những giai đoạn khó khăn, mình hay gọi một cái từ đó là những cái giây phút vàng, những cái giờ vàng mà sau này chúng ta không bao giờ muốn mà có được. Khi bạn đã phát triển rồi, bạn không bao giờ có được những cái giây phút đó lại, bởi vì cái kinh nghiệm của bạn, cái trường đời của bạn, cái khả năng xử lý của bạn, nó làm cho bạn không bao giờ chạm lại những cái điểm khó khăn đó được hết nữa. Nên hành trình ra kinh doanh, hành trình ra khởi nghiệp, ok chưa? Nó là cái gì ạ? Nó là cái bước mà giúp cho bạn chạm đến cái sự tuyệt vời hơn. Mình luôn gửi đến các bạn một cái điều nó đơn giản, nó như vậy. Khó khăn nó chỉ khiến bạn vĩ đại hơn thôi. Và bạn nên nhớ, thất bại nó chỉ mãi mãi là thất bại khi bạn không học hỏi được từ thất bại đó. Bạn cũng nên nhớ, khó khăn nó mãi mãi là khó khăn nếu bạn không học cách để vượt qua nó.
Và bạn cũng nên nhớ, sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm nếu bạn không học được để tránh những cái sai lầm đó. Nếu cái sai lầm đó xảy ra lần một mà bạn để nó còn xảy ra lần hai với bạn, nó xảy ra lần thứ ba với bạn, thì bạn đúng là không biết cách, không rút ra được bài học gì đó để chúng ta vượt qua những cái sai lầm đó. Đó là cái điều mà mỗi ngày chúng ta cần phải nhận được, và mỗi ngày chúng ta cần phải đón nhận với những cái khó khăn nó đến với cuộc đời của chúng ta. Và tối hôm nay chúng ta còn có khoảng 40 ngày nữa là tới rồi. Tối hôm nay mình sẽ có cái chương trình live stream chia sẻ với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước này về cái cách làm sao để chúng ta bán hàng Tết. Và dĩ nhiên mình chia sẻ ở trong cái group kính. Cái này là một cái khóa học mình đào tạo 4 buổi. Buổi tối thứ hai, buổi tối thứ ba, buổi tối thứ tư và buổi tối thứ hai tuần sau. Mình sẽ giúp cho các bạn triển khai chiến lược kinh doanh bán hàng Tết cho tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bởi vì các bạn đều học được, các bạn vào livestream rồi các bạn xem, các bạn học được. Và mình sẽ support cho các bạn. Học phí của cái khóa học này là các bạn cứ add cái Zalo vô 0937939598, hoặc các bạn inbox vào cái Facebook này. Bạn nào hoàn tất học phí xong thì tối hôm nay chúng ta sẽ, tối hôm nay là cái buổi đầu tiên để chúng ta bắt đầu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn xem cái chương trình live stream sáng hôm nay. Chúc bạn một ngày rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ gặp các bạn vào buổi tối học cái kinh doanh và bán hàng Tết vào buổi tối hôm nay ở trong cái live stream trong group. Bye bye các bạn, chúc các bạn buổi sáng ý nghĩa tuyệt vời.